Hôm nay học tiếp hết từ, chắc nốt hôm nay hết buổi lý thuyết rồi. Thực hành anh không chả biết được. Phần hôm qua có cái gì hỏi không? Không anh ạ. Có về có xem lại đâu mà đòi có cái gì mà hỏi. Có bảo vệ còn cần có đâu điện trợ. Này học nốt phần cuối là cái phần phát xung. Xung. Thì cái con IGBT nó sẽ bật tắt liên tục với một chu kỳ nhất định. Trong mỗi một chu kỳ đấy thì nó có các cái giai có 5 giai đoạn như hôm anh bảo ấy. Thì cái phát xung này nó cần điều khiển bởi các cái con transistor này. Đấy, nó đóng ngắt thì bằng con transistor này. Đây là cái phần sơ đồ khối mô hình của cái khối phát xung. Thì trong cái con IC nó sẽ có cái bộ so sánh như này. Nó lấy những cái tín hiệu và lấy hai cái tín hiệu đầu vào điện áp giữa cái quận dây quận từ quận nồi ấy, quận dây từ ấy, thì có cái điện áp SINP này là phần trước và SINI ngắn này là phần sau. Cái SINI ngắn này nó sẽ thay đổi liên tục, nó lên và nó xuống theo cái điện áp cộng hưởng của cái cuộn dây này, và khi mà có nồi ấy, thì khi mà cái T1 này, tức là cái điện áp đặt được trên cái chỗ đằng sau cuộn dây từ ấy, thì nó sẽ giảm từ cao xuống thấp, thì khi đấy thì cái điện áp thì nó sẽ so sánh giữa cái điện áp chân Y và chân P này. Nếu Y nhỏ hơn P thì cái nó sẽ bật một cái timer để nó phát xung cho con IGBT. Thì nó có hai cái chân, một cái chân nữa nó cũng so sánh cái over current này, tức là cái dòng điện quá áp ấy, quá tải ấy, quá dòng điện ấy, thì nó cũng sẽ tắt, làm ngắt cái bộ phát xung này. Cái này mình học nguyên lý để biết thôi. Nên là ví dụ như nó có cái vấn đề gì về phát xung thì nó sẽ do hai con này. Nhá. Hai con này. Ví dụ như lỗi E0 chẳng hạn, đa phần là nó thường nó sẽ ra cái lỗi E0 ấy. E0 tức là nó không nhận được cái vật nấu như là chảo hay bếp. Đa phần E0 là do cái điện áp của cái chân T1 xuống chân Y này nó không có. Nhá. Thì khi đấy thì mình sẽ kiểm tra thôi. Nó không có phát xung thì nó cũng không nhận được tín hiệu, đúng không? Nó không có tín hiệu phát xung thì nó cũng không có cái dòng điện ở đây sinh qua cái quận dây ấy, thì nó cũng không có điện áp ở đây. Hoặc là có thể cái phần thì nó cũng có thể nó hỏng con IC này, hoặc là nó cũng có thể hỏng cái con tụ cộng hưởng này. Nếu mà tụ cộng hưởng này hỏng nhá, nó không đủ giá trị điện dung ấy, cái điện áp cộng hưởng nó không đạt thì cái phần cái giá trị đo này nó không đạt, thì nó cũng báo là E0, nó chỉ bật lên một lúc sau này nó tắt nhá. Nó còn một con điện trở giữa hai cái con tụ ở giữa hai cái chân này. Nếu mà cái con tụ hai cái chân này mà nó bị chập ấy, thì nó cũng bị lỗi E0, là do nó không cái tín hiệu điện áp của hai con này
là nó không so sánh, nó thấp hơn được. Tức là nó phải có mức so sánh lớn hơn và đúng, có giai đoạn lớn hơn và giai đoạn thấp hơn. Đấy. Hoặc là có thể là do cái phần lỗi về phần quá tải điện áp, dòng điện, chỗ con điện trở xăn nối về đấy, nó cũng gây ra hiện tượng là nó không phát xung. Đấy, đây là cái nguồn. Xong thì đến phần con cái phần điều khiển của nó, thì các con transistor này nó cũng hỏng thì nó cũng không phát xung. Nguồn điện một chiều VCC này, VCC này thì là tương ứng là 18V, nó không có thì nó không có điện áp thì nó cũng không có thể phát xung ra ngoài, thì nó cũng là cái điện áp đặt ở trên cuộn dây từ này không có, không có thì nó cũng có báo lỗi là như thế. Đấy. Đấy, cái các có những mạch đó nó đầy đủ thì nó sẽ có 4 con chan này. Những cái cách hoạt động này thì nói rất nhiều bài trước rồi đúng không? Có hiểu không? Nói kỹ từ mấy bài trước rồi đấy. Nếu mà chưa biết thì mở video cũ rồi mà xem lại. Thì nó sẽ phát các cái tần số xung vào cái chân B của con transistor đầu tiên. Đấy, nó phát xung thì nó đưa tín hiệu đóng mở con này, xong lại đóng mở con này, xong này nó đóng mở cấp điện cho hai con này, đóng mở thôi, nó cấp điện cho con này, con điện trở để nối vào cái chân IGBT này thì thường thường con này rất là giá trị thấp, nó khoảng mấy chục ohm thôi. Con diode Zener này là để ổn định điện áp cho cái con IGBT này, mới chống cái điện áp vượt ngưỡng. Con 10K này là con xả, tức là IGBT nếu mà không có con 10K này thì nó cấp điện vào đây, vào chân G ấy, thì nó sẽ giữ mãi trạng thái, nó phải xả xuống chân S, chân E, thì khi đấy chân G nó sẽ được xả điện. Yeah. Con diode này thì là nó tránh cái tình trạng là cái con 8050 này nó bị nó kiểu như nó bị giống như là cái việc nó bị hỏng theo kiểu hở mạch, thì luôn luôn có điện áp nó đi qua đây này, nó sẽ qua thoát cho con diode này nó ngược về đây. Còn nếu mà nó chập thì nó cũng chết. Có thêm một con, nó nếu con 8050 nào bị chập thì điện áp nó vẫn dẫn. Nó con IGBT này, nguyên tắc của nó ấy, là không được phép luôn dẫn điện áp, mà nó phải có sự dao động trong điện áp. Nếu mà nó không dao động thì con IGBT này sẽ chết, nó chập. Chết chập dẫn đến cái cầu trì cũng chết chập, hỏng luôn. Nếu mà cầu con chập này gái thì nó không có sự dao động, nó luôn luôn cấp nguồn C ở đây này, nguồn dương ở đây này. Nói chung là nếu mà con này đã bị chập thì cầu trì sẽ bị đứt. Cầu trì đứt thì con này đến 80% con này sẽ chết. Nhưng mà nếu mà con diode này nó lắp vào đây thôi, nhưng con diode này hỏng, chập, thông mạch cũng chết con này. Nên là tôi thấy con diode này nó cái tác dụng nó ít, nó cọ được, tra cọ được. Con diode Zener này, con diode Zener này thực ra có cũng được mà chẳng có cũng được. Con diode Zener này nhá, nhiều con nó cũng chết chập. Chết chập cái con, không phải nó chập lại do cái con diode Zener này chết nhá. Chết thông mạch con diode Zener này cái.
cũng chập chết. Chọc phải là bộ từ sau đi hết. Ừ. Nó không làm gì bảo vệ rồi. Người ta nghĩ ra đủ mọi cách bảo vệ, nhưng mà rốt cục là những cái thiết bị bảo vệ có thể nó hỏng lại gây ra cái vấn đề là nó bị hỏng. Còn hai con đây này, con 8050 và con 8550, một con thuận và con ngược. Còn 8550 thì có phải là cái chân VCC nó nối từ C xong xuống E đây đúng không? Còn con 8550 thì bắt đầu từ E xong nó đi xuống đây, xuống C, xuống G là D đúng không? Nhìn kỹ mạch nhá. Còn chân B thì bao giờ cũng là chân kích rồi. Thế con 8050 hay 8550 ấy, cái sơ đồ layout chân của nó vẫn giống nhau hết. 1 thì là chân E, 2 là chân B, 3 là chân C, E, B, C nhá, nhớ nhá, E này, B này, C này, từ trái sang phải, E, B, C, nhớ chưa? 1, 2, 3, E, B, C, chỉ cái mỗi cái nó đấu ngược với nhau thôi, tác dụng nó khác nhau, một thằng là kích âm, một thằng là kích dương. Đấy, nhìn này, nhìn trong tổng thể này thì có mấy con đây, thì những cái con nào mà nó gần những cái con IGBT nhất đây thì đó là ba con này, chưa, ngay bản thân trên mạch nó ghi này, E này, B này, C, nhìn thấy không? E, B, C và 8550 và 8050 đấy, đây cũng thế, 8050 này. Nhưng mà có những mạch nó cũng sẽ không ghi. Đây cái mạch mà nhiều cái linh kiện cắm thế này ấy, thì là đa phần là mạch cũ. Những cái mạch mới bây giờ là linh kiện dán. Sau ngày hôm nay học nha, về nha, mang cái mạch ghép từ ở nhà ra xong thì vẽ lại mạch nhá, vẽ ra giấy. Vẽ mạch trong ngày mai học để tao xem. Đấy, con 8050 đây thì chuyển sang đây đúng không? Nhìn đây thì nó phải, mình sẽ lấy cái điểm con IGBT và cái con này làm cái để định hướng. Nó sẽ gióng sang bên này. Thì đây con IGBT gióng sang bên đây. Thì đây nó có 3 chân liên tiếp đây này, thấy chưa? Những con này thường là sẽ có 3 chân liên tiếp. Thì đây con GND đúng không? Nối xuống đây. Đúng không? GND xuống đây. Đấy. Mình sẽ xác định chân 18V. 18V thì xác định từ đâu? 18V nhá. Thì nó có hai con iốt đi ra này. Đúng không? Hôm qua học thì con diốt này thì là ra 5V đúng không? Đúng chưa? Con diốt này không phải là ra 5V mà nó ra khoảng độ tầm 9 đến 12V để chuyển đổi điện áp qua cái con 78L05 để ra 5V. Ao. Còn một con đây thì con này chắc chắn là sẽ đi qua, đi ra là 18V. Nhá. Thì đây là con diode này ở giữa đây ra 5V đây đúng không? Thì con này đây, ra đây thì chân này nó cũng đi qua một con điện trở đây này. Còn nó câu ra đây, cái đường mạch nó đi đây đi ra đây. Thì cái điểm này là 18V. Đúng chưa? Đấy. Con điện trở này thường là sẽ con điện trở thấp. Ví dụ như sơ đồ nguyên lý của nó đây. Đấy chính là con 120 ohm này. Đấy. Thì đây nó chính là con này này. Nhìn thấy hai con diode nhá. Xong này sẽ có hai con tụ này, là hai con tụ dùng để nắn gì? Nắn dòng. Đó. Nắn thẳng dòng điện ấy.
nhớ chưa? Thì đây là diode đâu nhỉ, đây đây là diode, thì đây là hai con tụ này, tại vì hai con tụ này sẽ có một cái chân dương nó đấu vào cái điểm đầu ra của con diode và chân gần ở đây đấy, âm dương. Đây là con tụ lọc 5V này, còn con tụ lọc này lụ tao tụ lọc 18V này đấy. Trong con tụ lọc thì đấy con điện trở 120 ohm, ở đây không biết có phải 120 ohm không, có đọc hả mày nhìn em gọi 120 ohm không, cái mong mong gì đấy em lục 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 nâu đen nâu. Lục nâu đen nâu á. Ừ. Lục 6 rồi thì mới đâu ra được 120 nhỉ? Đó là đầu 6 rồi. 120 là cái bản vẽ kia thôi. Nhưng mà thực tế thì nó không không hẳn là 120, hiểu không? Điện trở này nó chỉ để hạn dòng thôi. Hiểu không? Em cứ tưởng đó là 120. Không, 120 cái thằng này như hôm qua ta đã bảo rồi, bất kỳ bản vẽ nó chỉ là tham chiếu thôi, chứ còn nó khi mình chỉ dựa vào cái bản vẽ để mình tìm cái nguyên lý hoạt động của nó thôi, mình không thể nào dựa vào bản vẽ để mình áp cho tất cả các mạch của bếp được. Tại vì mỗi một thằng ấy, nếu mà có những cái mạch nếu mà đúng nguyên bản ra chẳng hạn, nó thì nó hai con điện trở, nhưng mà nó tiết kiệm mà chi phí chẳng hạn, nó cho một con điện trở xong rồi sau một con điện trở nó tách ra đấy. Nó, trong thương mại nhé, trong thương mại mà nó phải giảm giá thành sản phẩm, khi giảm giá thành sản phẩm thì nó phải cắt giảm các chi tiết, nó cắt giảm các chi tiết thì nó cắt giảm linh kiện đầu tiên, chứ còn cắt giảm cái gì nữa. Con này ấy, ví dụ con này chẳng hạn, trên mạch mày nhìn thấy cái con tụ lọc nguồn đây không, nó ghi lù là 2 microfarad này, 275 V, nhưng nó lắp con tụ này giỏi lắm, 0.2 mi đây, đấy là một cái giảm đúng không đấy. Nhiều khi nó thiết kế là một đằng nhưng mà nó lắp để thương mại nó lại một kiểu, người ta bán ấy chỉ cần thiết bị dùng được trong vòng 1 năm sử dụng thế là được rồi. Đa phần bây giờ là sản phẩm đều xuất phát từ Trung Quốc. Chất lượng thì nó đi đôi với giá tiền. Những cái con bếp thì bảo bây giờ bếp đơn 2-3 triệu. Mấy ai người ta mua. Nhưng mà có khoảng 700-800 nhà hàng. Có khi có con 500. Những mạch cái con 500 ra. Tôi nói này, ngay như lớp đồng nhé. Lớp đồng của nó, cái lớp đồng ấy. Cái lớp đồng này này, lớp đồng này, lớp đồng chứ không phải là thiếc đâu nhé. Cái lớp đồng ấy mà sau khi mà cái lớp đồng mà cái để đi cái dây mạch này này, chưa đáng nhẽ nó dày khoảng 1.6 chẳng hạn, nhưng mà đây nó chơi khoảng 1 thôi. Nên đâm ra ngay như cái bản thân cái đấy nó đã giảm giá thành rồi. Hôm nào đến phần thực hành cho mày xem những cái phân tích về những cái phần cụ thể nhé. Có những con ấy nhìn thì không mê được. Mà đấy con IC này, cái con IC chính hãng chẳng hạn nó có thể là 20.000, nhưng mà con IC mà chả có thương hiệu, chả nhãn mác gì từ một cái nhà sản xuất nhái nào đấy nó khoảng 10.000. Ngay như bản thân là 19.000 thôi, nhưng mà nó nhân lên hàng nghìn, hàng triệu sản phẩm thì mày tính ra là xem là nó giảm doanh thu, bên này giảm doanh thu hay nó giảm vốn đầu tư đầu vào bao nhiêu. Xong chưa tính là dây, còn dây nhôm nữa, cái dây cuộn dây từ ấy, còn dây nhôm nữa cơ nhá. Con điện trở này lúc nãy bảo bao nhiêu nhỉ, thế bao nhiêu ohm đây? Lục gì anh nhỉ? Lục nâu đen nâu. Lục nâu đen nâu, lục là 6, đen là 0, nâu 6, 1. Lục nâu đen nâu của anh.
Đấy, con điện trở đấy nhá. Đây. Con điện trở này chỉ là điện trở hạn dòng thôi. Nó dẫn xuống đây. Thì con này chỗ này là 18V. Đấy. Thì đây là chân GND đúng không? Đúng chưa? Thì nhìn cái con này nhá. Con này là E này, BC đúng không? EBC nhớ nhá. EBC. Khi cắm xuống đây thì mày tưởng tượng nó ngược đi. Tức là nó cắm ở trên mặt mặt trên kia, mặt bên này, mặt bên trên này người ta gọi là mặt tốp này. Đúng không? Cắm xuống đây thì EBC đúng không? Thì E là chân ở cái mép ngoài này của bản mạch đúng không? Thì đây lại là E đúng không? Đấy, E nó phải cái điểm nối chung không? Đúng, từ E mà nó dẫn qua đi qua một con điện trở đúng không? Ong nó dẫn vào đây là nó sẽ dẫn ra cái cực G. Cái cực G của con gì? Con IGBT. Thì cái điểm này nếu mà đo nó phải tầm 18V. Nhớ chưa? Khi mà có xung điện áp mà có nồi ấy, mà bếp chạy ấy, thì phải đo cái này là 18V. Nhá. Thì chân này, chân B này, kích này. Ở giữa là B đúng không? Thì chân C đúng không? Thì chân C của con này là con 8550 này. Tại vì chân C đấu với GND thì chân C đấu GND thì chắc chắn con này 8550. Còn con này đây là cũng là chân C đúng không? Nó đấu sang con một cái chân dăm vào đây để nó lấy 18V cấp vào đây. Và có một con diốt đi từ đây sang bên này. Tại sao diốt đi từ đây sang bên đây? Thì có phải là trong sơ đồ mạch con diốt nó đây là chân E đúng không? Chân C đúng không? Thì con diốt nó đấu từ A nốt vào chân E và K tốt vào chân C. Thì đây là chân E đúng không? Đây là chân C đúng không? Thì con diốt nó đấu từ đây sang đây đúng không? Thì con này là con 8050 này. Thì con này thì chắc chắn là con 8050 rồi. Đấy. Thì chân C của nó đấu với hai chân B của con này để kích. À đấy. Nó đấu vào đây, lên đây con điện trở. Lên 18V. Được chưa? 18V đi vào chân B này. Đấy. Và đi vào chân C này. Thì từ đây. Được chưa? Con điện trở này che mất cái đường dăm mạch này. Đấy, con đây là con điện trở từ đây sang đây đúng không? Đấy. Thế thôi. Thì con điện trở từ đây sang đây là nó kéo từ chân B này lên đây này. Này cái từ cái chân B kích này nó dẫn vào đây là một con ở cái chân của IC để phát xung này. Thấy chưa? Cái con này chỉ có 3 con chan thôi. Còn cái chân này là chân E đúng không? Chân E này thì sẽ dẫn ra đây và dẫn vào đây, đường mạch vào đây. Lên cái dăm, dăm này là chính là cái chân âm. Đấy. Đấy. Thì đây là âm này. Mạch này chỉ có 3 con chan thôi. Còn này, chân này chắc là chân tụ này. Đây chân âm và chân tụ này để lọc nhiễu cao tần cho cái chân C vào đây này. Đâu rồi? Đây này, con tụ này. Đấy. Tụ. Những con tụ này nhá, những con tụ lọc nhiễu này. Những con tụ lọc nhiễu này nhá. Để gần những cái vật cần lọc nhiễu càng gần càng tốt trong các mạch. Ví dụ nó muốn lọc nhiễu con này thì nó phải để càng gần cái chân của con cần lọc nhiễu, ví dụ nó gần lọc nhiễu nguồn cho cấp con IC này thì nó lại phải để càng gần cái chân nguồn càng tốt. Đấy.
con này 5V đây. Ở đây nó có một con tụ này, tụ 5V. Đây là con điện trở đi sang, con dăm con điện trở sau đến hai con tụ. Đấy. Tại vì đây là mạch âm này, cái đường chân âm thì bao giờ thì mình sẽ là có một tụ, nếu mà nó nối thì bao giờ cũng phải nối một cái tụ âm ở chân âm và một chân dương. Đấy. Đa phần sẽ là như thế. Xem con điện trở này là bao nhiêu ca đây. Đây. Đỏ đen đen. Đỏ đen đen là bao nhiêu? Đỏ đen đen à? Ừ, đỏ đen đen đây. 2/200. Cái gì? Đỏ đen đen là 200. Đỏ là 2 mà. Đen là 0. Thì 10 mà 0 thì bằng 1. Đỏ đen đen à 20. Ừ thì ừ đấy đúng rồi, đen đen đỏ đen đen là 20 mới đúng, 200 là sai. Đấy, sơ đồ khối của nó đây. Đấy, thế là hết rồi đấy. Cái mạch biết từ sơ đồ nguyên lý của nó về kiến thức là hết rồi. Cái con điện trở này là điện trở gì đây? Nâu đen cam là bao nhiêu? Đây. Đen là 0, cam là 3. Nâu 1, đen là 0, nâu đen cam. Có 3 mạch thôi đúng không anh? Trong cái khi kiểm tra con IGBT nhé, khi kiểm tra IGBT ấy, thì đo giữa chân G và chân S. Nếu mà cái điện trở của nó khoảng mấy chục ohm hoặc là mấy trăm ohm thôi ấy, nói chung là khoảng độ tầm mấy chục ohm hoặc 200-300 ohm ấy, thì tức là cái con IGBT đấy đã bị chết. Còn nếu mà nó sống ấy, thì cái giá trị của nó phải bằng cái giá trị cái điện trở của con điện trở này. Tại vì sao? Tại vì nếu mà đo từ chân G chân S đây đúng không, thì có phải là đo điện trở, chính là đo giá trị điện trở đặt trên cái con chân R6 này đúng không, 10K đúng không. Khi mà chân G mà nó thông với chân S thì tức là nó, ví dụ nó chập mạch chẳng hạn, thì nó sẽ bỏ, khi mà đo đấy thì nó sẽ đo dạng như thông mạch, tức là điện trở này GCEE. Tại vì tao thì cứ quen đọc cả mút phét đến IGBT là GDS, cứ thói quen ấy, tao cứ GDS hết chứ tao cũng không quan tâm nó là GCEE hay GDS gì cả. Thì nếu mà ở đây nó thông mạch ấy, mà quên nhầm thông mạch mà nó ngắn mạch ấy, thì có phải là nó sẽ bỏ qua con điện trở này mà nó chỉ cho đo giá trị điện trở giữa chân G và chân S. Nên là khi mà đo nguội nhá, tức đo không có điện ấy, chứ không phải là đo lúc mà nó có điện áp đâu nhá, đo không có điện thì sẽ trên chân G và chân S, à, gần G với chân C, E. Cái mạch này là mạch hôm trước Thanh Niên Hiến đưa cho mấy cái mạch bếp về sửa hộ ấy, nhưng mà bảo lấy cái mạch này để lấy linh kiện thay thế,
mà chứng đau mạch này nó là hỏng gì anh không biết đâu, anh cũng chưa sờ, cũng chưa biết là nó đang hỏng cái gì hay như nào. Tại vì cái mạch này hiến nó bảo là anh này dùng để lấy linh kiện để sửa cho em mấy con bếp từ kia. Ừ, nhưng mạch này nó hỏng gì không biết, nên anh hỏi nó hỏng gì đây, nó bảo em không biết, em thấy trong đấu mạch. Nên là ví dụ mai 8:30 thì anh sẽ live stream cùng mày để xem cái mạch này nó hỏng gì và dạy mày cách để kiểm tra mạch nhé. Bản thân anh không biết là cái mạch này nó hỏng gì đâu, anh chưa kiểm tra, anh đấy anh chụp ảnh thôi, phần nhà thì cũng chả có cái mạch bếp từ sửa xong toàn vứt hết rồi. Không, nó không biết tại sao cái mạch này là như thế nào đâu cả, nó bảo nó tháo không biết từ bếp của nhà hay thế nào ấy. Nó bảo là mạch này còn không có mâm nữa gì, may mà còn có cái bàn phím. Hãy giống như hôm trước ông Tĩnh ông đưa cái mạch mà không có cả bàn phím ấy. Đưa bàn phím một đằng mà mạch một nẻo, tức là mạch với bàn phím nó không đồng nhất với nhau, sửa xong mạch thì cuối cùng chẳng có bàn phím mà test. Mặt dưới nó bị sửa rồi, không sửa được nó bỏ hay sao? Mặt dưới này á? Đấy, nhằm nhuốc đấy. Nhằm nhuốc đâu? Đấy, chỗ gần con đường bên tê rồi đấy. À không, cái mạch này nó cũ đấy. Nó đáng nhẽ nếu mà những cái mạch xịn ấy thì người ta sẽ phủ lên đây một cái lớp mà chống ẩm, một cái loại keo giống như là keo epoxy, nhưng nó không phải keo epoxy mà nó dạng là keo silicone. Đấy. Nhưng mà con này sẽ không có, con này thuộc mạch rẻ tiền, không có thì nó sẽ bị kiểu giống như là cái lớp mà lớp là nhựa thông ấy, nó vẫn còn ở trên này một phần này, sau này sau một thời gian sử dụng nó bị giống như nhựa thông, nó hút ẩm, nó dạng không phải hút ẩm mà nó dạng như là nó kết hợp với lại cái môi trường, nó tạo thành cái vết hoen gì không phải hoen gì, nó vết bẩn như thế này. Không, mạch này chưa sửa cái gì cả, đường mạch vẫn còn mới. Nhưng có nhiều mạch nó có lớp silicone ấy, muốn đo mạch thì bắt buộc phải chấm mỏ hàn vào các cái điểm cần đo để loại bỏ cái lớp keo silicone ấy đi, chứ không đo là không đo được. Con này chắc là mạch 1.500 một ký rưỡi, tại vì cái con điốt cầu này bé, anh chưa xem mã nó là gì. Hả? Có đấy, tàu thì tàu thôi, nhưng mà chắc tàu vẫn là hàng tàu mã, có mã. Nhưng mà mạch này chắc là bếp này dùng ít như thế nào, không có nhiều cái sự tổn hại, không bởi cái độ ẩm sử dụng. Hay có gì thắc mắc không? Còn con IC, các con IC, nếu mà nhá, bếp mà chết IC ấy, thì coi như là chịu bó tay. Phải biết làm. Hả? Thay IC được, nhưng mà có bếp cùng loại, cùng giống như thế. Kể cả có những con IC trên mạng bán, nhưng mà chỉ những cái con IC mà bóc máy nhưng mà nó phải giống nhau. Mà còn kể cả con IC trắng này, con IC này nhá, người ta phải lập trình đấy nhá. IC này phải lập trình, phải có chương trình trong này để nó xử lý. Còn nếu mà IC trắng mà IC không được lập trình, kể cả cắm vào đây nó cũng chẳng chạy được. Con này chắc còn 1.500.
chị bóc máy là bóc con sống y hệt. Bây giờ y hệt, nhưng mà ví dụ như trên này là con mã của cái mạch này nó là LSD13T chẳng hạn, đúng không? Thì mày phải lấy đúng cái mạch như này mày gắn vào. Chứ bây giờ IC thì nó không có nhãn mác gì, mày gắn vào thì cũng để làm gì cũng chả chạy được. Tại vì chân nó không nhau. Ngay như bản thân cái con chip bình thường là ví dụ có nhiều con chip, ví dụ highway ấy. Highway nó nói kể cả hai con highway ấy, highway mà hai con kể cả nó mã nó giống nhau 9A chẳng hạn, nhưng mà coi lại chân cắm và chân dán này, nó đã khác nhau rồi, thế mới đèo chứ. Bây giờ mới học thì mai về ngồi, hoặc là tí nữa về ngồi vẽ mạch đi. Cái chân cắm này thì dễ dò, dễ nhìn này, dễ thấy này. Chân dán này thì sẽ khó hơn nhá. Học đi. Mạch thì phải vẽ ra được. Phép từ là thuộc dạng đơn giản rồi. Thì nó cách vẽ thì cách vẽ nhá. Cách vẽ thì bao giờ người ta cũng lấy xác định là từ cái nguồn cung cấp. Đấy, đi ra rồi từ nguồn cấp xong mình vẽ các linh kiện, nó đi ra. Không, mà khi mà vẽ các linh kiện đi ra rồi thì nó sẽ mình vẽ đến cái bước mạch nào ấy thì mình sẽ phải vẽ hết cái đường mạch đấy, đừng có bỏ dở nhá. Mạch thì bao giờ nó cũng chỉ có đến một cái điểm nào cuối cùng thôi, chứ nó sẽ không kéo hết được toàn bộ một cái mạch, và toàn một cái mạch nào đó sẽ tạo toàn bộ cả một cái bảng mạch. Ví dụ mình dẫn từ đây cái điểm này ra con diốt cầu chẳng hạn, thì mình sẽ phải vẽ hết cái khu con diốt cầu này đi, thấy chưa? Đấy, vẽ xong diốt cầu xong bắt đầu ra con đường DC link, vẽ các điểm mạch, hết các cái mạch điện áp cao DC link này đi, ví dụ 310 chẳng hạn, mình sẽ vẽ hết. Vẽ xong, xong rồi đến đường kéo xuống đây thì mình lại vẽ tiếp. Tại vì cái mạch bếp từ, cái mạch này mày đã được học rồi, vài buổi rồi, tức là mày đã phải mường tượng ra được là mày cần vẽ những cái gì rồi nhá. Mình chỉ có cái là lúc mình vẽ thì mình mới ban đầu ấy, thì mình chưa biết bố trí các cái con linh kiện làm sao trong cái mạch vẽ của mình ấy, cái bản vẽ của mình nó chưa phù hợp ấy. Cái đấy không sao cả, mình cứ vẽ thôi nhá. Vẽ ra được thì mới biết được mạch, biết phân tích mạch thì mới có thể sửa chữa được. Nghe chưa? Cái này thì phải luyện tập. Cứ vẽ bằng tay ra thôi. Vẽ xong không thì vẽ ra cái tờ giấy A4 xong cất nó đi. Xong thì được bản vẽ là ưng ý cất nó đi, xong rồi đánh dấu nó vào. Có cái ví dụ như khi mình gặp các mạch như thế hoặc như nào mình sẽ lôi nó ra. Anh có một sấp có mạch mới là anh vẽ, ngồi anh vẽ. Vẽ xong thì cất thành một sấp đi, xong có vấn đề gì mình lôi ra mình ngắm, mình nghĩa, mình nhìn, mình soi, mình học. Hoặc là lúc mình sửa chữa, mình thắc mắc mắc cái gì thì mình sẽ lôi cái mạch ra mình xem nó có vấn đề ở đâu. Tại vì con người ấy, nó chẳng có ai là dạng hoàn hảo giỏi giang, nên là có con người thì phải có sự sai sót và sự nó cần phải học hỏi thường xuyên. Có những cái ví dụ như là cái thời điểm này có thể mình biết mình nhớ, nhưng đến cái lúc cần nhớ thì lại không nhớ cho cơ. Xong lôi cái mạch ra thì mình nhìn trong mạch thì hóa ra nó là như thế, thì mình bắt đầu mới biết đấy nhá. Mà mặc dù ngay cả khi mà mình sửa cái mạch mà do mình thiết kế ra nhá, nhiều khi còn ngồi mò chán. Đây là vẽ mạch ra nhá. Mình đã mường tượng ra các sơ đồ khối rồi, ngồi vẽ ra. Anh đã dạy theo từng các cái sơ đồ khối đây rồi.
Đấy. Nó chỉ khó mỗi ban đầu là mình sẽ dò cái con linh kiện này làm sao biết là từ đâu ra thôi, nhưng mà mình dò Đúng không rồi. dò được thì mình dùng cái gì? Dùng cái đồng hồ đo ấy. Đo thông mạch. Đấy. Đo thông mạch ra. Làm nào vẽ cho nó đẹp vào nhá. Mai vẽ xong gửi qua Zalo cho anh nghe xem nào. Ừ. Mẹ gặp Tùy mày thôi, việc mày học được bao nhiêu thì mày ấm no bụng đến đấy thôi, chứ tao được cái lợi cái gì đâu.